Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn máy chiếc lá bằng vải nỉ bằng đường máy theo đường mắt xích. Mời các bạn theo dõi. Chúng ta sẽ làm như vậy. Mình làm lại chậm hơn. Hiện tại là chỉ đang nằm ở trong vòng mắt xích thì chúng ta đâm ra ngoài. Và sau khi chúng ta rút chỉ thì cái mũi vừa rồi được cố định. Chúng ta không rút hết chỉ mà trở lại một chút. Sau đó chúng ta đâm lên cách đó ở khoảng cách 3 mm. Lên thì là chúng ta có được hai mắt xích. Nhìn mơ nha. Tương tự chúng ta sẽ làm như vậy đến hết. Thank you.
Và nhất video này mình cũng chưa thể đăng ký sống được chất đã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.